Xin chào, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình là Bác Bảo. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một site gia nhập captcha kiếm tiền uy tín nhất và có những event khủng, những cách cộng tiền rất là đã. Đây là link của site đó, link này mình để phía dưới video, các bạn click vào để tham gia nha. Cái này nhập captcha như cái kia mà được nhiều phần quà hơn. Đó này nè, nhiều phần thưởng đây nè. Nào bạn vô xem bạn coi nha, 14 đồng một hình đó. Đăng nhập bằng Facebook nè, hoặc là nhập bằng email, nhập bằng Facebook. Đây, chúng ta nhập email bổ sung rồi. Rồi. Giới thiệu càng nhiều thì càng nhiều nha. Đây là màn hình chính của nó. Là nhà muốn làm gì nhất? Có hai cái là việc bằng member và việc bằng Vinacap. Là việc bằng cái nào cũng được. Đó, tôi kiếm được 100 mấy là tôi đã gấp 100 ngàn về là khoảng rồi đó. Đó. Nhấp vào làm việc ngay. Ví đây nè. À, nhấp vào làm việc ngay để làm việc. Rồi còn thanh toán á. Thì làm việc ngay giống như mấy xe khác thôi, còn thanh toán. Đó, tôi hiểu nè, thanh toán 20 đồng không phí, 20 ngàn đó. Các bạn có tài khoản này, còn Momo thì 50 ngàn. Momo nó không còn 100 ngàn như trước nữa, thanh toán ngân hàng nó có hiểu là 100 ngàn. Hạn mức rút về hai ví member với hai ví đây nè, tỏ cách rút ra đây, nhấp ra đây nè, như Momo đi, nhập tên đăng ký vô, Lê Văn A đi, số điện thoại 01 mấy đó, bây giờ nhập số tiền bao nhiêu rút được từ 50 trở lên đó, rút 300 cũng được. Gửi yêu cầu là xong, cỡ vài tiếng nó gửi tài khoản của mình liền. Đó, tôi làm được 7.000 mấy hình nè, thanh toán nè. Còn việc ví Vinacap nó cũng ngang như luôn, bạn có thể mở làm việc ngay, mở cộng mua điểm. Đó, y gian ngày nãy nó không khác gì đâu. Giờ trang vũ dính đi. Là mình đi hiện xong ví dụ mà chia sẻ nè, bạn lấy lên này bạn gửi cho người khác, người khác là mình phải hưởng được 5%, không phải lấy tiền của bạn mà tiền của hệ thống đưa cho mình, tiền của thằng admin của mấy mày nè. Bạn làm càng nhiều thì mình càng hưởng càng nhiều, nó không có trừ của bạn đâu. Được mỗi tuần, nếu bạn một tuần đó đu tấp tuần đó, nếu bạn đứng top 1 thì được thêm vài trăm ca, top thế thì được vài trăm, cứ từng làm một lần đó, làm càng nhanh càng tốt. Từng có nhiều giải lắm, từ top 1 tới top 10. Top 1 300 mà sụp dần dần xuống. Đây nè, có rất hỗ trợ đây nè. Đó. Các bạn nào chơi thì nên chơi nha. Giới thiệu 20 người lên 1%, giới thiệu đủ 100 người nó sẽ lên 10% hoa hồng. Nhưng những cái kiểu này làm việc này ngon hơn mấy cái kia, mấy cái trang khác. Cảm ơn các bạn đã xem, hãy đăng ký kênh để cập nhật video mới. Cảm ơn các bạn.